Xin chào các bạn, mời các bạn cùng nghe Tam Quốc Diễn Nghĩa. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Tam Quốc Diễn Nghĩa. Tác giả là Quán Trung, dịch giả Phan Kế Bính. Hồi 14, Tào Mạnh Đức rời giá đến Hứa Đô. Lã Phụng Tiên đang đêm cướp từ quận. Lý Nhạc đem quân đuổi theo xa giá. Trá Xưng là Lý Thôi, Quách Dĩ, vua giật mình lo sợ. Dương Phụng nói: "Đây là Lý Nhạc đấy." Phụng sai Từ Hoảng ra đánh, Lý Nhạc tự mình ra địch. Hai người giao nhau mới được một hiệp, Hoảng chém một nhát búa, Nhạc chết ngã dưới chân ngựa. Bọn giặc còn lại chạy tan tất cả. Phụng bảo vệ xa giá đi qua cơ quan. Thái thú là Trương Dương đem thóc lúa ra đón ở cạnh đường. Vua phong cho Dương làm đại tư mã. Dương Từ Tạ vua ra đóng đồn ở Giả Phương. Vua vào Lạc Dương trông thấy nhà cửa bị đốt cháy hết cả, đường xá rập rạp, cỏ mọc cao lấp mắt, trong cung điện chỉ còn có tường đổ, vách nát. Vua sai Dương Phụng cất tạm một cái cung nhỏ để ở. Trăm quan triều hạ đều phải đứng trong đám gai góc. Vua hạ chiếu đổi niên hiệu Hưng Bình làm Kiến An năm đầu. Năm ấy mất mùa to, dân Lạc Dương còn được vài trăm nóc nhà, cung không có gì ăn, phải ra ngoài thành bóc vỏ cây, đào rễ cỏ mà ăn. Còn các quan thì từ thượng thư lan trở xuống cung phải ra thành hái rau. Có nhiều người bị đè chết ở những chỗ tường đổ vách nát. Khí vận nhà Hán lúc bấy giờ thực là suy đốn, không khi nào người ta từng thấy những cảnh khổ não như ấy. Đời sau có thơ than rằng: "Máu lông trắng trắng núi mang đường, cờ đỏ tung hoành khắp bốn phương, đuổi sọc Hưu Tần, gây xạ tắc. Đạp quên ngựa Sở, mở phong cương, vua hèn nên để gian tà lắm. Nước loạn sinh ra giặc giả hoang, trông thấy đôi kinh khi vận nạn, dấu rằng giả sắc cũng sinh thương." Thái úy là Dương Bưu tâu với vua rằng: "Trước bệ hạ đã giáng chiếu, chưa kịp sai ai mang đi. Nay Tào Tháo ở Sơn Đông, binh hùng tướng giỏi, nên truyền gọi y vào chầu để giúp nhà vua." Vua nói: "Trước ta đã giáng chiếu rồi, ngươi không cần phải tâu nữa, cứ sai người mang đi lập tức là xong." Bưu lĩnh chỉ sai ngay người sang Sơn Đông vời Tào Tháo. Tào Tháo ở Sơn Đông nghe tin xa giá vua đã về đến Lạc Dương, họp những mưu sĩ để bàn. Tuân Úc nói: "Ngày xưa Tấn Văn Công phụng Tượng Vương vào làm vua, chư hầu ai cung phục. Hán Cao Tổ để tang Nghĩa Đế, ai cung theo. Nay Thiên Tử mắc nạn, tướng quân nhân dịp này cất nghĩa binh, phụng Thiên Tử để theo nguyện vọng của dân chúng, sách lược rất hay. Nếu ta không làm ngay, người khác sẽ làm trước ta." Tháo mừng rỡ, đành thu xếp để cất quân đi thì có sứ giả nhà vua đem chiếu đến. Tháo tiếp được tờ chiếu cất quân đi liền. Vua ở Lạc Dương, trăm việc còn thiếu thốn cả. Thành Quách đổ nát, cung chưa sửa sang được, chợt lại có người báo rằng Lý Thôi, Quách Dĩ lại sắp kéo quân đến. Vua sợ hãi mới hỏi Dương Phụng: "Sứ Sơn Đông chưa về, nay quân Lý, Quách lại đến, làm thế nào bây giờ?" Dương Phụng, Hàn Tiêm đều nói: "Hai chúng tôi xin hết sức đánh để bảo vệ bệ hạ." Đổng Thừa nói: "Thành Quách không bền, binh lính lại ít, đánh ngộ thua thì làm thế nào? Sao bằng trước giá tránh sang Sơn Đông có hơn không?" Vua theo lời, ngay hôm ấy khởi giá sang Sơn Đông. Trăm quan không người nào có ngựa cưỡi, đều đi bộ theo giá. Vừa ra khỏi Lạc Dương, chưa đi được một bước đường nào, đã thấy ở đằng xa xa bụi bốc mù mịt, chiên trống vang rầm, không biết cơ man nào là quân mã kéo đến. Vua và hoàng hậu run sợ quá không nói được, chợt thấy một tên kỵ mã đến, tức là sứ giả đi Sơn Đông trở về. Sứ giả đến trước giá lại rồi tâu rằng: "Tao tướng quân khởi hết cả quân Sơn Đông, vân chiếu mệnh đến ngay, và nghe thấy Lý Thôi, Quách Dĩ xâm phạm vào Lạc Dương, cho nên trước hết sai Hạ Hầu Đôn làm tiên phong, dẫn 10 viên tướng giỏi và 5 vạn tinh binh lại đây trước để hộ giá." Vua nghe thấy thế,
trong bụng mới hơi yên. Được một lát, quả Hạ Hầu Đôn vẫn hứa chữ, Điển Vi lại lấy quân lễ yết kiến vua. Vua Úy Dụ vừa xong, lại có người báo ở mặt đông có một toán quân kéo đến. Vua sai Hạ Hầu Đôn ra xem ai. Đôn trở về tâu rằng đó là một bộ quân của Tào Tháo đã đến. Được một hồi, Tào Hồng, Nhạc Tiến, Lý Điển vào ra mắt. Ba người tâu xưng tên tuổi xong, Hồng tâu rằng anh tôi thấy giặc sắp đến, sợ Hạ Hầu Đôn không đánh nổi, nên sai chúng tôi đi gấp đường đến đây để giúp bệ hạ. Vua mừng phán rằng Tào tướng quân thế mới thực là bày tội xả tắc. Vua phán rồi sai hộ giá để đi. Giữa lúc ấy lại có thám mã báo rằng Lý Thôi, Quách Dĩ đem quân kéo tràn đến. Vua sai Hạ Hầu Đôn chia quân làm hai cánh ra đón đánh. Một bên Đôn, một bên Hồng chia ra hai đường quân kỵ đi trước, quân bộ đi sau, đánh nhau rất hăng với Lý Thôi, Quách Dĩ. Quân Thôi, Dĩ thua to, Đôn, Hồng chém được hơn 10,000 đầu giặc. Vững thế rồi xin trước vua đi trở lại Lạc Dương. Vua trở về cung, Hạ Hầu Đôn đóng quân ở ngoại thành. Hôm sau, Tào Tháo từ lĩnh đại đội binh mã kéo đến, lập trại đâu vào đấy rồi vào ra mắt vua, lại ở dưới thềm. Vua cho Tháo đứng dậy, tuyên dụ ôn tồn. Tháo tâu rằng tôi được nhờ ơn nhà nước, lúc nào cũng lo việc báo đền. Này Lý Thôi, Quách Dĩ hai thằng giặc đầy tội ác, tôi có 20,000 tinh binh, lấy chính nghĩa đánh gian tà, thế nào cũng thắng, đánh tức phải được. Xin bệ hạ giữ gìn long thể, lấy xã tắc làm trọng. Vua liền phong cho Tào Tháo lĩnh chức tư lệ hiệu úy, cho cờ tiết và lưỡi phủ việc, coi tòa. Thượng thư Lý Thôi, Quách Dĩ biết Tháo từ xa mới đến, bàn nhau muốn đánh ngay. Giả Hữu can rằng không nên, Tào Tháo binh hùng, tướng dung, không bằng đầu hàng may ra thì khỏi phải tội. Lý Thôi giận mắng rằng mày dám làm nhục nhuệ khí của tao, rút gươm toàn chém Giả Hữu. Các tướng cố sức ngăn cản mới tha. Đêm hôm ấy, Giả Hữu lên ngựa một mình về thẳng quê nhà. Hôm sau, Lý Thôi đem quân mã đến đánh quân Tào Tháo. Tháo sai Hứa Chữ, Tào Nhân, Điển Vi lĩnh 300 quân thiết kỵ đem ra diễu ở trước trận Lý Thôi 3 vòng rồi mới bài trận. Ở bên giặc, cháu Lý Thôi là Lý Thiêm, Lý Biệt cưỡi ngựa ra trước. Chưa kịp nói điều nào, Hứa Chữ đã tế ngựa xông vào, đưa một nhát dao, Lý Thiêm chết quay xuống đất. Lý Biệt trông thấy giật mình cung ngã ngựa, rồi bị Hứa Chữ chém nốt. Chữ xách hai đầu chạy về, Tào Tháo mừng vỗ vào lưng Chữ nói rằng anh thực là phán khoái của ta. Liền sai Hạ Hầu Đôn đem quân ra mặt Tả, Tào Nhân lĩnh quân ra mặt Hữu, Tháo từ lĩnh quân xông vào trận. Một tiếng trống nổi lên, ba đội quân cùng tiến, quân giặc chống cự không nổi, thua chạy. Tháo cầm thanh bảo kiếm thúc quân vào, đuổi giết suốt đêm. Giặc chết nhiều lắm, sinh hàng không biết bao nhiêu mà kể. Thôi, Dĩ chạy trốn về phía Tây, hớt hơ hớt hoảng, như chó lạc chủ, tự biết thân không còn nương tựa vào đâu được nữa. Hai đứa cùng trốn vào nơi rừng trú làm giặc cỏ kiếm ăn. Tào Tháo đem binh về, đóng đồn ở ngoài thành Lạc Dương. Dương Phụng, Hàn Tiêm hai người bàn với nhau rằng Tào Tháo phen này có công to, tất sẽ nắm trọng quyền, sao còn dung bọn chúng ta. Bèn vào tâu với vua, rồi mượn tiếng xin đi đuổi Lý Thôi. Quách Dĩ kéo quân bản bộ của mình sang đóng ở Đại Lương. Một hôm, vua sai sứ vào trại Tào Tháo để vời Tháo vào cung bàn việc. Tháo nghe tin có sứ đến, mời vào dinh thì thấy người ấy mày công mắt đẹp, tinh thần sảng khoái. Tháo nghĩ thầm rằng nay ở Đông quận này trời làm đói kém, từ quân lính cho chỉ dân, ai ai cũng có vẻ đói, sao người này béo tốt được như thế này. Nhân mới hỏi ngay rằng tôi trong mặt ngài đầy đặn lắm, xin dám hỏi điều dưỡng như thế nào mà được như vậy. Sứ thưa rằng thưa tôi cung không có phép gì là cho lắm, vốn chỉ ăn nhạt 30 năm nay. Tháo gật đầu hỏi rằng
ngài hiện làm chức gì? Sứ nói: Tôi vốn Đỗ Khoa Hiếu Liêm, nguyên làm chức tùng sự theo Viên Thiệu và Trương Dương. Nay nghe tin thiên tử đã về đô, tôi đến chào vua, được phong làm chánh nghị lang. Tên tôi là Đổng Chiêu, biểu tự cung nhân quê ở Tế Âm, xứ Định Đào. Tháo đứng dậy nói rằng: Tôi nghe tiếng ngài đã lâu, nay mai được thừa tiếp ngài ở đây. Nói rồi Tháo đặt tiệc rượu ở trong trướng để khoản đãi, rồi lại gọi Tuân Úc ra cùng hội kiến. Chợt tin báo có một đội quân đi sang phía đông, không biết quân nào. Tháo sai người ra thám xem ai. Đổng Chiêu nói: Đấy là Dương Phụng tướng Cu Lý Thôi và Hàng Tiêm ở Bạch Ba. Nhưng thấy Minh Công đến đây nên họ kéo quân về Đại Lương. Tháo hỏi rằng: Họ có bụng nghi tôi chăng? Đổng Chiêu nói: Chúng nó là Lưu Vô Mưu, Minh Công hà tất phải lo. Tháo lại hỏi: Thế còn Lý Quách chuyến này chúng nó kéo đi thì rồi ra thế nào? Chiêu thưa: Hổ lông vuốt, chim gãy cánh, chẳng mấy lúc sẽ bị Minh Công bắt được, can gì phải để ý. Tào Tháo thấy Đổng Chiêu nói câu nào cũng lọt tai, bèn hỏi đến những việc lớn trong triều. Chiêu nói rằng: Minh Công cất quân nghĩa binh để trừ bạo loạn, vào triều giúp thiên tử, ấy là công nghiệp của Ngô Bá. Nhưng các tướng mỗi người một bụng, vì tất họ đã theo phục cả. Nay Minh Công ở mãi đây, tôi e có điều bất tiện. Chỉ có cách trước vua về Hứa Đô là hơn. Nhưng triều đình siêu giặc mãi, mới về được kinh đô xa gần trong mong, ai cũng muốn được yên ổn một chút. Nay lại rời xa giá đi nơi khác, chắc lòng người cung không phục. Nhưng ở đời có làm được việc phi thường mới có công phi thường. Xin Minh Công quyết kế đi. Tháo cầm lấy tay Chiêu cười nói rằng: Ấy vẫn là bản chí tôi đó. Nhưng tôi còn e rằng Đại Lương có Dương Phụng, ở trong triều có các đại thần, đã chắc đâu không sinh biến được. Chiêu nói: Lo chi việc ấy, Minh Công nên đưa thư sang cho Dương Phụng để cho nó yên tâm, rồi nói rõ cho các đại thần rằng kinh đô bây giờ không có lương. Trước xa giá sang Hứa Đô để được gần Lỗ Dương, vận lương cho tiện, không đến nỗi xa xôi thiếu thốn như ở đây. Các đại thần nghe rõ, đều vui lòng nghe theo. Tháo nghe lời Chiêu, mừng rỡ quá chừng. Khi Chiêu từ biệt Tháo lại cầm tay nói rằng: Về sau tôi có việc gì xin ngài dạy bảo cho. Chiêu tạ rồi cáo về. Từ đó Tào Tháo ngày ngày bàn mảnh với mưu sĩ về việc trời đô. Bây giờ Thái Sử Lịch là Vương Lập một bữa nói riêng với Tôn Chính là Lưu Ngải rằng: Tôi có xem thiên văn, từ mùa xuân năm ngoái đến giờ sao Thái Bạch, sao Kim phạm vào sao Trấn Tinh ở khoảng sao Thu và sao Đẩu, rồi lại qua sông Ngân Hà và sao Huỳnh Hoặc. Sao Hỏa lại đi ngược cùng với sao Thái Bạch gặp nhau ở Thiên Quang. Kim với Hỏa hội với nhau, tất nhiên có vua mới ra. Tôi xem khí vận nhà Hán đã hết, trong đất Tấn, Ngụy tất có người nổi lên. Vương Lập lại mật tâu với vua rằng: Mệnh trời đã đến, có đi. Ngu hành thịnh suy bất thường, thay Hỏa là Thổ, thay nhà Hán có lẽ là ở đất Ngụy. Tào Tháo nghe tin ấy, sai người bảo Lập rằng: Tôi cũng biết ông trung với triều đình, nhưng thiên cơ huyền bí lắm, xin ông chớ nói nhiều. Tào đem chuyện ấy thuật lại với Tuân Úc. Úc nói: Nhà Hán vốn lấy đất Hỏa làm vua, mà Minh Công lại Minh Thổ. Hứa Đô cung thuộc Thổ, đến đây tất hay. Hỏa sinh Thổ, mà Thổ thì Vương Mộc. Chính hợp với lời Đổng Chiêu, Vương Lập, Minh Công tất sau này phát lớn. Từ ấy Tào Tháo nhất quyết thiên đô. Hôm sau Tháo vào ra mắt vua tâu rằng: Đông đô bị tàn phá đã lâu, bây giờ không sửa sang lại được, vả lại chuyển vận lương thực, vất vả khó nhọc lắm. Hứa Đô gần Lỗ Dương, thành quách, cung thất, tiền lương, người của cải gì cung đủ. Tôi xin rước xa giá về Hứa Đô, ngửa trong lượng thánh ân cho. Vô phải nghe, các quan ông nào cung sợ Tào Tháo mạnh thế không ai dám ngăn điều gì, liền chọn ngày để khởi giá. Tháo tự dẫn quân đi trong nom, các quan cung đi theo cả. Đi chưa được vài dặm đến một chỗ gò cao, bỗng thấy tiếng reo ầm ầm,
rồi thấy Dương Phụng. Hàn Tiêm kéo quân ra chặn đường. Từ Hoảng đứng đầu kêu to lên rằng: Tào Tháo cướp thánh giá đem đi đâu? Tháo phóng ngựa ra xem, trông thấy Từ Hoảng uy phong lẫm liệt, có lòng khen thầm, liền sai Hứa Chữ ra trận. Hai người bên dao bên búa, đánh nhau hơn 50 hiệp chưa thấy bên nào được bên nào thua. Tháo sai gõ chiên rút quân về, gọi các mưu sĩ lại bàn rằng: Dương Phụng, Hàn Tiêm không đáng kể, chỉ có Từ Hoảng thực là tướng tài. Ta không nỡ lấy sức mạnh địch lại, muốn dùng kế chiêu dụ thì hơn. Hành quân Tùng Sự là Mã Sủng nói: Chú công đừng lo, tôi với Từ Hoảng có quen biết nhau. Tối hôm nay để tôi giả làm tên lính, lẫn vào trại anh ta. Tôi thuyết phục anh ta sẽ sang hàng chú công. Tào ưng ý lắm, cho Sủng đi. Đêm hôm ấy Sủng ăn mặc giả làm tên lính, đi lộn vào đội quân bên kia, lẻn đến trước màn Từ Hoảng, thấy Hoảng thấp nến mặc áo giáp đang ngồi. Sủng đánh bạo xông đến tận trước mặt, vái rồi hỏi rằng: Cố nhân lâu nay vẫn mạnh khỏe. Hoảng giật mình đứng dậy, nhìn kỹ Sủng rồi hỏi rằng: Anh có phải là Mang Bá Minh ở Sơn Dương đó không? Có việc gì đến đây? Sủng nói: Tôi hiện đang làm Tùng Sự ở dinh Tào tướng quân. Hôm nay ở trước trận, trông thấy cố nhân, muốn dâng một câu nói, nên liều chết lại đây. Hoảng mời ngồi, hỏi ý làm sao. Sủng nói: Ông là người dung lược, đời nay hiếm có, sao lại phải khuất thân đi theo bọn Dương Phụng, Hàn Tiêm? Tào tướng quân là đấng anh hùng, thời nay biết yêu người hiền, kính kẻ sĩ, thiên hạ đều biết tiếng. Hôm nay ở trước trận thấy ông khỏe mạnh, trong bụng 10 phần kính yêu, không nỡ sai tướng khỏe ra để giết nhau. Bởi vậy Tào công sai tôi đến đây để mời ông. Xin ông bỏ chỗ tối, qua nơi sáng, để cùng Tào công làm nên nghiệp lớn. Từ Hoảng nghĩ ngợi một hồi, chép miệng than rằng: Ta cũng biết Dương Phụng, Hàn Tiêm không phải là tay lập được nghiệp, nhưng theo đã lâu rồi, bây giờ không nỡ bỏ. Sủng lại nói: Ông há lại không biết rằng, chim khôn tìm cây mà đậu, người hiền chọn chủ mà thờ. Nay ông đã gặp được chủ đáng thờ, bỏ lỡ mất cơ hội tốt sao gọi là người trượng phu. Hoảng đứng dậy tạ nói rằng: Xin nghe lời ngài dạy. Sủng nói: Đã vậy, sao ông không giết ngay Dương Phụng, Hàn Tiêm để làm lễ yết kiến? Hoàng nói: Làm bề tôi mà giết chủ, ấy thực là bất nghĩa, tôi quyết không làm. Sủng nói: Ông thực là người nghĩa sĩ. Từ Hoảng liền dẫn vài mươi tên kỵ mã, ngay đêm hôm ấy cùng với Mãn Sủng chạy sang trại Tào Tháo. Có người báo với Dương Phụng, Phụng giận lắm đem ngay 1000 quân kỵ mã đuổi theo, gọi to lên rằng: Phản tặc Từ Hoảng đừng chạy nữa. Trong khi đang đuổi, chợt nghe thấy một tiếng pháo nổ. Trên núi dưới đồng, lửa đuốc sáng choang, quân phục 4 mặt kéo ra. Tào Tháo tự dẫn quân đi trước, quát lên rằng: Ta đợi đây đã lâu, chớ để cho chúng nó chạy thoát. Dương Phụng khiếp đảm, chực thu quân về nhưng đã bị quân Tào vây bọc. May đâu, giữa lúc ấy Hàn Tiêm kéo quân lại cứu. Hai bên đánh nhau, Phụng chạy được thoát, Tháo thừa thế đánh dấn, quân sĩ Phụng Tiêm đầu hàng quá nữa. Hai người thế cô, nhặt nhạnh quân sót rồi sang với Viên Thục. Tháo thu quân về dinh, bây giờ Mãn Sủng dẫn Từ Hoảng vào ra mắt. Tháo mừng rỡ, đãi Từ Hoảng rất hậu, rồi rước loan giá về Hứa Đô sửa sang nhà cửa, cung miếu, lập tôn miếu, xã tắc cùng các tòa, các dinh và các nha môn, lại xây thành quách, lập kho tàng. Lư Đổng Thừa cả thảy 30 người đều được phong làm liệt hầu, thưởng người có công, phạt kẻ có tội, các việc hết thảy đều do Tào Tháo coi xét. Tháo tự phong mình làm đại tướng quân, Vu Bình Hầu, Tung Úc làm thị trung thượng thư lệnh, Tuân Du làm quân sư, Quách Gia làm tư mã tế hữu, Lưu Việt làm tư không huyện Tào, Mao Giới, Nhiệm Tuấn làm điển nông trung lang tướng, coi về việc thúc đốc tiền lương.
Trình Dục làm tướng ở quận Đông Bình, Phạm Thành Đông Chiêu làm quan lịch ở Lạc Dương, Mãn Súng làm quan lịch ở Hứa Đô, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn, Tào Hồng, Tào Nhân đều làm tướng quân, Lã Kiền, Lý Điển, Nhạc Tiến, Vu Cấm, Tư Hoảng đều làm hiệu úy, Hứa Chữ, Điển Vi làm đồ úy. Còn bao nhiêu tướng sĩ cung đều phong quan cả. Từ đấy quyền to trong nước đều vào tay Tào Tháo. Nội các việc lớn triều đình trước trình Tào Tháo, sau mới tâu vua. Khi Tháo đã định xong việc lớn, mới mở một cuộc yến ở hậu đường, họp các mưu sĩ lại bàn rằng Lưu Bị đóng quân ở Từ Châu, Từ lĩnh chức coi việc ở đó. Mới rồi Lã Bố nhân ta đánh thua, cung chạy về đấy, bị cho ở Tiểu Bái. Nếu hai người ấy đồng tâm kéo đến xâm phạm vào Hứa Đô, cung là một điều nguy. Ta vốn trong bụng vẫn lo việc ấy. Các ông có nghĩ kế gì trừ được hai người ấy không? Hứa Chữ nói: Tôi xin lĩnh 50,000 tinh binh, đi chém được đầu Lưu Bị, Lã Bố vào dân thừa tướng. Tung Úc lại can Hứa Chữ rằng: Tướng quân thì khỏe thực, nhưng tướng quân không biết dùng mẹo. Nay Hứa Đô mới dựng, chưa được vững vàng, chưa nên hấp tấp cất quân. Tôi xin hiến một kế, gọi là kế hai hổ tranh ăn. Lưu Bị bây giờ lĩnh ở Từ Châu, nhưng chưa có chiếu mệnh. Vậy Minh Công nên tâu Hoàng thượng giáng chiếu cho y được thực thụ làm chức mục Từ Châu, nhân thể đưa cho Lưu Bị một bức mật thư sai y giết Lã Bố. Nếu Lưu Bị tung lệnh giết được Lã Bố thì y mất tay phụ tá, bằng y không giết nổi thì Lã Bố giết y. Thế gọi là cái kế hai hổ tranh ăn. Tào Tháo nghe kế ấy, liều tâu xin chiếu mệnh, rồi sai ngai sứ sang Từ Châu, phong cho Lưu Bị làm Chinh Đông tướng quân, nghi thành đình hầu, lĩnh Từ Châu mục, lại đưa thêm một phong mật thư. Lưu Bị ở Từ Châu, nghe tin vua dời đô sang Hứa Đô, sắp sửa dâng biểu chúc mừng. Chợt có người báo, có sứ nhà vua đến. Bị ra đón trước vào thành, lại tạ ăn mạng xong rồi, mở yến thết đại sứ giả. Sứ nói, ngài được án mạng này, đều là nhờ có Tào Tháo thừa tướng hết sức tiến cử. Lưu Bị tạ ân, sứ bây giờ mới đưa mật thư ra. Lưu Bị xem xong thư nói rằng, việc này xin để thông thả cho tôi bàn luận. Tiệc tang, bị mời sứ giả ra nghỉ ngoài quán khách, đêm hôm ấy bàn với các tướng. Trương Phi nói, Lã Bố là người vô nghĩa, giết nó đi có ngại gì? Lưu Bị nói, người ta thế cùng về với ta, nếu ta giết đi, thế là bất nghĩa. Trương Phi nói, làm người tốt khó lắm. Lưu Bị nhất định không nghe. Hôm sau, Lã Bố lại mừng, Lưu Bị cho ra mời vào. Bố nói, nghe ngài mới được ân mệnh triều đình, nên tôi đến mừng. Lưu Bị cảm ơn. Trong khi ấy Trương Phi cầm gươm đợi ở cổng đường, định Lã Bố ra thì giết. Lưu Bị trông thấy vội vàng ngăn lại. Lã Bố kinh hãi, nói rằng, Dực Đức chỉ lăm lăm giết ta, là cớ làm sao? Trương Phi nói rằng, Tào Tháo bảo mày là thằng vô nghĩa, bảo anh tao giết mày. Lưu Bị vội vàng quát Trương Phi ra, mời Lã Bố vào hậu đường, nói rõ đầu đuôi, rồi đưa mật thư của Tào Tháo cho Lã Bố xem. Lã Bố xem xong thư, khóc nói rằng, ấy là thằng giặc Tào, nó muốn cho hai chúng ta không được hòa với nhau đó. Lưu Bị nói, xin anh đừng lo, tôi quyết không bao giờ làm điều bất nghĩa ấy. Lã Bố 2-3 lần bái tạ, bị giữ bố lại uống rượu mãi đến chiều mới về. Lã Bố về, quan Trương mới hỏi Lưu Bị rằng, huynh trưởng làm sao không giết Lã Bố? Lưu Bị nói, đấy là Tào Tháo nó sợ ta cùng với Lã Bố đồng mưu đánh nó, cho nên nó dùng kế ấy để cho hai bên giết lẫn nhau. Sao mình lại có thể để cho nó lợi dụng được? Quan Công gật đầu bảo, phải. Trương Phi nói, tôi chỉ muốn giết thằng giặc ấy để khỏi phải lo về sau. Lưu Bị nói, làm thế sao gọi là trượng phu? Hôm sau Lưu Bị tiễn sứ giả về kinh, dân biểu tạ ân và đưa thư trả lời Tào Tháo, nói xin để thông thả sẽ làm. Sứ về kinh vào ra mắt Tào Tháo,
thuộc chuyện Huyền Đức không giết là bố. Tào Tháo mới hỏi Tuân Úc, kế ấy không xong làm thế nào? Úc nói, tôi lại có một kế nữa, gọi là kế xua hổ nuốt sói. Tháo nói, kế ấy thế nào? Úc nói, tướng quân nên sai người đi hỏi thăm Viên Thuật, rồi mật bảo Thuật rằng Lưu Bị dân mật biểu muốn lấy Nam Quận. Thuật tức giận đánh Lưu Bị. Minh Công thì đưa chiếu rõ ràng sai Lưu Bị đánh Viên Thuật. Hai bên đánh nhau, là bố tất sinh bụng khác thế gọi là xua hổ cho nó nuốt sói. Tháo ưng ý lắm, một mặt sai ngay người đến Viên Thuật, một mặt lấy chiếu vua, sai đem đến Từ Châu. Lưu Bị ở Từ Châu nghe có sứ đến, ra thành mời đón vào. Bị mở chiếu ra đọc, chiếu sai Lưu Bị khởi binh đánh Viên Thuật. Lưu Bị vâng lệnh, tiễn sứ về nước. Mi Chúc nói, đây lại là kế Tào Tháo. Lưu Bị nói, đánh là kế của Tào Tháo, nhưng có mệnh vua thì phải vâng theo. Nói rồi lập tức điểm quân mã, ngay hôm ấy kéo đi. Tôn Càn nói, trước hết hãy nên cử người giữ lấy thành. Lưu Bị hỏi quan Trương, trong hai em ai giữ nổi được thành? Quan Công thưa, em xin giữ. Lưu Bị nói, ta sớm tối nào cũng cần đến em bàn các việc, rời nhau ra làm sao được. Trương Phi nói, em xin giữ. Lưu Bị bảo Phi rằng, em thì giữ làm sao được? Một là em rượu vào hung hăng lên đánh lính tráng, hai là em làm việc gì cũng coi thường, không chịu nghe ai can gián, ta không đành lòng. Phi nói, từ giờ trở đi em xin không uống rượu, không đánh lính tráng, ai can bảo gì em cũng xin nghe theo. Mi Chúc nói, tôi e rằng bụng nghĩ không được như miệng nói. Phi giận mắng Mi Chúc rằng, tao theo anh tao đã lâu năm, chưa từng có thức tính câu nào, sao mày lại dám khinh tao như thế? Lưu Bị nói rằng, đã đành như thế, nhưng ta vẫn chưa yên tâm. Em nên mời Trần Nguyên Long lại đây để giúp. Sớm chiều từ nay em phải bớt uống rượu, đừng để hỏng sự mới được. Trần Đăng vâng lĩnh lời, Lưu Bị dặn dò đâu đấy cả rồi, dẫn 30,000 quân mã bộ rời Từ Châu sang Nam Dương. Viên Thuật nghe thấy tin Lưu Bị dân biểu muốn lấy châu huyện mình, giận lắm nói rằng, mày là thằng dịch chiếu, đóng dép, này chiếm giữ được quận to, đứng ngang với các chủ hầu. Tao định đánh mày, mày nay lại định sửa tao à? Thực là tức quá. Thuật nói rồi, liền sai thượng tướng là Kỷ Linh dẫn 10,000 quân kéo sang Từ Châu. Hai bên gặp nhau ở Vu Thai. Lưu Bị ít binh, dựa vào cạnh núi, men sông đóng trại. Kỷ Linh là người ở Sơn Đông, sử dụng một thanh đao 30, nặng 50 cân. Hôm ấy kéo quân ra trận, quát mắng rằng, Lưu Bị là một đứa thôn phu, sao dám xâm phạm vào đất ta? Lưu Bị nói, ta nay phụng chiếu của vua sang đây đánh kẻ nghịch thần, sao mày dám kháng cự? Tội mày đáng chết. Kỷ Linh giận lắm, múa đao xông vào đánh. Quan Vu quát rằng, thằng thất phu kia chớ được cậy khỏe. Nói rồi tới ngựa ra đánh nhau với Kỷ Linh. Đánh được hơn 30 hiệp, chưa phân bên nào được bên nào thua. Kỷ Linh kêu to lên, hãy nghỉ. Quan Công quay ngựa trở về đứng đợi ở cửa trận. Kỷ Linh giao phó tướng là Tuân Chính ra. Quan Công không thèm đánh, bảo rằng, mày về gọi Kỷ Linh ra đây. Chính nói, mày là vô danh hạ tướng, không xứng đánh nhau với Kỷ tướng quân. Quan Công điên ruột, xông vào chém Tuân Chính chỉ một nhát chết ngay. Lưu Bị thúc quân đánh tràn vào trận. Kỷ Linh thua to, lui về giữ ở cửa sông Hoài Âm không dám ra đánh nữa, chỉ sai quân sĩ cướp dinh trình trại. Nhưng hễ thò thằng nào ra thì quân Từ Châu đánh giết phải thu chạy. Nay ta hãy để hai bên chống cự nhau, mà nói chuyện Trương Phi ở nhà giữ việc Từ Châu. Từ khi Lưu Bị đi, bao nhiêu việc tạp vụ, Trương Phi giao mặt Trần Đăng coi sóc, còn việc quân cơ lớn thì tự mình suy xét làm lấy. Một hôm Phi mở một tiệc yến, mời các quan đến ăn. Các quan ngồi đâu đấy rồi, Trương Phi mới nói rằng,
Khi anh tôi đi, có dặn nên bớt uống rượu, sợ rằng say sưa rồi hỏng việc. Vậy tôi xin mời các quan hôm nay uống một bữa thực say, rồi từ mai trở đi, cấm hẳn không ai được uống nữa, phải giúp tôi để giữ thành trì. Hôm nay phải uống cho thực say mới được. Trương Phi nói xong, đứng dậy cầm chén mời các quan. Khi cầm chén đến trước mặt Tào Báo, Báo từ chối rằng: "Tôi theo thiên giới không uống rượu." Phi nói: "Những hảo hán đánh nhau giết người, sao lại không uống rượu? Hôm nay, ta muốn mày uống một chén." Tào Báo sợ quá cố uống một chén. Trương Phi cầm chén mời tất cả các quan rồi rót một cốc thực to cho mình, hớp một hớp hết nhẵn lại rót cốc nữa, làm một chập đủ 10 cốc rượu đầy. Lúc bấy giờ ý chừng say quá, Trương Phi lại đứng dậy cầm chén đi vòng mời các quan. Khi đi đến trước Tào Báo, Báo nói: "Tôi thực không sao uống được nữa." Phi nói: "Mày vừa uống được sao bây giờ lại từ chối?" Báo nhất định không uống. Trương Phi bấy giờ say rượu nóng tính, nổi giận mắng rằng: "Mày dám trái tướng lệnh tao, đáng đánh 100 roi." Trần Đăng can rằng: "Khi ông Huyền Đức đi dặn ông những thế nào?" Phi nói: "Mày là quan văn, chỉ coi việc văn thôi, đừng có cai quản tao ở đây." Tào Báo không làm sao được, kêu rằng: "Xin Diệp Đức nể mặt con rể tôi mà tha lỗi cho tôi." Phi hỏi: "Rể mày là ai?" Báo thưa: "Là bố." Phi giận lắm mắng rằng: "Tao vốn không muốn đánh mày, nay mày lại đem là bố dọa tao, thì tao đánh. Tao đánh mày cung như đánh thằng là bố." Các quan xô cả lại càng cung không được. Quân lính lôi Tào Báo ra đánh đến 50 rồi, các quan nặng nề ngăn can mãi mới thôi. Tiệc tan, Tào Báo trở về giận quá, ngay đêm hôm ấy sai người cầm phong thư đi tắt đến Tiểu Bái, vào ra mắt bố, kể hết đầu đuôi chuyện Trương Phi vô lễ. Trong thư lại nói rằng: "Lưu Bị đã sang Hoài Nam, đêm hôm nay nhân Trương Phi say rượu, kéo quân đến đánh úp lấy Từ Châu, là một dịp ít có, không nên để lỡ." Lã Bố xem xong thư, cho mời Trần Cung đến bàn, cung nói: "Tiểu Bái không phải là nơi ở lâu được. Nay Từ Châu đã có cơ lấy được, không lấy ngay đi, sao hối không kịp." Bố nghe lời, lập tức mặc áo giáp lên ngựa, dẫn 500 kỵ mã đi trước, sai Trần Cung dẫn đại quân đi sau. Cao Thuật cung kéo quân đến theo. Tiểu Bái cách Từ Châu có 450 dặm, đi một thôi ngựa thì đến. Lã Bố đến dưới thành, lúc đầu canh tư trăng sáng vằng vặc, trên thành không ai biết. Lã Bố đến tận bên thành gọi rằng: "Lưu sứ quân có việc cơ mật sai người đến." Trên thành có quân báo với Tào Báo, báo lên thành xem rồi sai quân sĩ mở cửa ra. Bây giờ Lã Bố mới nổi một tiếng hiệu, quân sĩ đều kéo ùa vào thành, tiếng reo kinh động. Trương Phi say rượu đang ngủ ở trong phủ, Tả Hữu vội vàng lay tỉnh dậy bảo rằng: "Lã Bố đã lừa mở được cửa thành, quân nó kéo cả vào rồi." Trương Phi giận quá, vội vàng mặc áo giáp, vác ngọn bát xà mâu. Vừa ra được cửa phủ lên được mình ngựa thì quân Lã Bố đến nơi. Bây giờ Phi hãy còn say rượu, không đánh được khỏe. Lã Bố cũng biết sức mạnh của Trương Phi, không dám đánh ráo riết quá. 18 tướng kỵ mã nước Yên bảo vệ Trương Phi chạy ra cửa đông. Vợ con Lưu Bị ở trong phủ, Trương Phi cung không kịp nhìn đến. Tào Báo thấy Trương Phi chỉ còn vài mươi người đi theo, lại khinh y còn say, đem hơn 100 người ra đuổi. Phi trông thấy Báo giận lắm, tế ngựa lại đánh. Chỉ ba hiệp, Tào Báo thu chạy. Trương Phi đuổi đến bờ sông, cầm ngọn mâu từ đằng xa phóng lại trúng giữa lưng Tào Báo, cả người lẫn ngựa chết lăn xuống sông. Trương Phi đứng ngoài thành, hô gọi quân sĩ, người nào ra được đều theo y đi sang Hoài Nam. Lã Bố vào được thành, phủ vũ dân rồi, sai 100 quân giữ cửa nhà Lưu Bị, không cho ai được vào. Trương Phi dẫn vài mươi tên kỵ mã đi thẳng đến vua thay vào hầu Lưu Bị, nói hết cả chuyện Tào Báo cùng Lã Bố, trong ứng ngoài hợp, đang đêm đánh úp lấy Từ Châu. Các quan nghe chuyện ai cũng mất máu mặt, duy Lưu Bị chỉ than có một câu:
Được cung chẳng nên mừng, mất cung chẳng nên lo. Quan Vu hỏi: Thế còn chị đâu? Trương Phi nói: Hãm cả ở trong thành. Lưu Bị nín lặng chẳng nói câu gì. Quan Công dẫm chân mắng rằng: Khi trước mày đòi giữ thành, nói những câu gì? Anh dặn mày những thế nào? Bây giờ thanh trì thì mất, chị lại bị hãm, thế ra làm sao? Phi nghe anh mắng, sợ hãi không biết đường nào, rút ngay gươm ra định tự vẫn. Thế rõ thực là nghiêng bầu nóc rượu sao vui. Rút gươm tự vẫn sự thôi đã rồi, chưa biết tính mạng Trương Phi ra sao, xem đến hồi sau sẽ rõ.